Xe đạp thể thao Vitrocom xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu tới bạn siêu phẩm đua 2020 Sava Colorado. Sava Colorado đây là chiếc màu xanh thiên thanh. Với Sava Colorado thì được nhà máy Sava sản xuất 4 màu bạn nhé. Có màu đỏ, màu đen, màu xanh lục bảo và đây là màu xanh thiên thanh. Shop làm review tất cả những chiếc xe đạp với màu khác để phát sóng trên kênh YouTube vào khung giờ 9 giờ sáng 20 giờ tối ngày. Để bạn thích màu nào, bạn xem chi tiết màu đó dễ dàng và bạn mua xe rất là dễ dàng và nhận xe nhanh chóng bạn nhé. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Sava Colorado full carbon, full Shimano 105 R7000. Vâng, carbon sử dụng cho chiếc Sava Colorado này là carbon cao cấp Mark T800 của nhà máy Touray Nhật Bản. Rất là VIP vật bạn nha. Và hãng Sava là hãng chuyên sản xuất xe đạp thể thao cao cấp. Đây bạn nhìn chiếc Sava Colorado này, từng đường nét rất là đẳng cấp luôn. Cực kỳ đẳng cấp, chất sơn, công nghệ ô tô sơn nhiều lớp. Đến chiếc khóa cọc yên cũng đã được hãng cải tiến và giấu ở trong khung này bạn nha. Và bạn chỉ có một con ốc ở đây để điều chỉnh cái chiều cao của yên mở khóa bạn nha. Sava Colorado full carbon, khung carbon, càng carbon, tay lái carbon, cọc yên carbon và vành carbon, full carbon. Ở Sava Colorado thì nhà máy đang sản xuất hai size, đó là size 41, xin lỗi bạn, là size 51 và size 47. Đó, bạn có chiều cao bao nhiêu hãy liên hệ với shop để chọn cho mình chiếc size vừa ý nhất. Tay lái carbon, tay lái được thiết kế theo dạng cánh khí động học. Toàn bộ cáp được âm trong tay lái và âm trong khung bạn nha. Âm trong khung và âm trong tay lái. Phô tăng sử dụng phô tăng Clay, một hiệu của Italia rất là đẳng cấp bằng nhôm bạn nha. Cọc in bằng carbon và có in một đôi cánh thiên thần. Đây là biểu tượng của cái team thiết kế, đội ngũ thiết kế người Đức, cựu kỹ sư người Đức thiết kế ra chiếc xe đạp này. Yên Physics của Italia, một thương hiệu yên nổi tiếng, một chiếc yên đắt tiền. Vành xe bằng carbon cao tới 5 cm. Trên vành thì được đính những cái hạt phản quang như những hạt kim cương này, rất đẹp, nổi bật bạn nhỉ. Lốp sử dụng cho chiếc xe đạp này là lốp Ultra Sport 700x25 Mayer, chạy Mayer bạc đạn, siêu chớn luôn bạn nhỉ, siêu chớn luôn. Quay nhẹ nó đã chớm rất là nhiều luôn. Sava Colorado sử dụng full roof của Nhật Bản, Shimano 105 R7000 22 tốc độ. Full Shimano 105 R7000 gồm tay đề lắc Shimano 105 R7000, phanh trước phanh sau Shimano 105 R7000. Xe này có tới 2 chiếc tander bạn nhé, một chiếc để tinh chỉnh cho gạt đĩa và một chiếc tinh chỉnh cho gạt lít. Rất là chính xác luôn. Phanh trước 105 R7000, phanh sau Shimano 105 R7000, lip Shimano 105, gạt lip Shimano 105 R7000, gạt đĩa Shimano 105 R7000, bộ đùi đĩa Shimano 105 R7000 chạy trục rỗng vào nha. Cái rút Shimano 105 R7000 đây là rút cao cấp và được sản xuất tại Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản. Xe này thì sử dụng cốt trục giữa, đó là bi bạc đạn, và dùng cốt FBB âm khung bạn nhé. Đây là cái cốt BB F âm khung. Đây, con bi nó nằm ở đây thì xe nó rất là khỏe, rất là bền và thay thế sửa chữa cực kỳ đơn giản luôn. Đây là chiếc Sava Colorado màu xanh thiên thanh bạn nhé. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc đừng ngại, hãy liên hệ với shop xe đạp thể thao Vitrocom qua số điện thoại đang hiện trên màn hình 0983315936 để được tư vấn cũng như là chọn xe, mua xe nhanh nhất. Và bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.